Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới kênh của mình. Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp danh sách những cá nhân và đội đã giành được huy chương vàng ở SEA Games 30. Một, Đinh Thị Như Quỳnh đua xe đạp địa hình nữ nội dung băng đồng. Hai, Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến lên sport nội dung quick step. 3, Vương Thị Huyền cử tạ nội dung 45 kg nữ. 4, Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên lên sport nội dung ri. 5, Lại Gia Thành cử tạ hạng cân 55 kg. Và rất nhiều các thành viên khác các bạn ạ. Tổng là 98 người, 98 cá nhân và đội trong đó thì vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên là người giành được nhiều huy chương vàng nhất cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta với 6 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, cùng với vận động viên của Singapore là hai người giành được nhiều huy chương vàng nhất trong kỳ SEA Games 30 vừa qua. Tiếp theo đây. Đội tuyển Việt Nam trong ngày cuối cùng thì đã tăng tốc và leo lên top 2. Như các bạn đã biết thì môn bóng đá nam vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 thì là đêm à là đã buổi tối rồi. Còn sang ngày hôm sau thì đội tuyển Việt Nam là giành thêm được huy chương vàng của môn bóng ném bãi biển. Và kết quả cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam là giành được thứ hai toàn đoàn. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình trong thời gian vừa qua. Rồi, xin chào các bạn.